clip này mình xin giới thiệu với các bạn một cái tiện ích trong Windows 7 và Windows 8. Tiện ích này là cái tên là ghi lại màn hình trên Windows bằng các công cụ có sẵn trong Windows. Thì để ghi lại màn hình thì chúng ta có thể quay lại giống như mình làm đây bằng cái chương trình này có tên là Camtasia này, Studio này. Studio này. Đấy. Này bản 8 chấm ấy vậy. Bản 8.1. Thì nếu các bạn không có chương trình ấy thì các bạn có thể làm các thao tác như sau để mà ví dụ như là các bạn có nhu cầu muốn cho người khác xem lại quá trình làm việc của mình á thì chúng ta có thể làm như sau. Thì chúng ta nhấn tổ phím là Windows cộng R và anh chia PRS AR này, PSR rồi nhấn vô đây thì nó ra sẽ xanh cái này. Thì mình để một cái thanh ở gần gần chỗ này thôi để cái thanh này nó không có hiển thị xuống đây. Đấy. Nhấn vô đây. Start này. Bắt đầu chúng ta làm việc này. Thì mỗi lần nick chuột thì nó sẽ chụp lại hình cho chúng ta. Ví dụ như là mình nick chuột trên đây. Nick chuột đây. Rồi lên chuột sang này. Kéo xuống đây. Xuống đây. Mỗi lần nick chuột nó sẽ chụp hình lại cho chúng ta hoặc là mình sang đây. Thôi mình xuống đây. Kéo vào. Đó, cái đây. 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 Các cái thao tác mình nhấn chuột ấy, nó sẽ chụp lại. Rồi ví dụ đây. Rồi xong. Mình nhấn stop. Rồi nó sẽ lưu lại cho chúng ta một cái quá trình mà chúng ta làm việc này. 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 Thể thấy. Rồi nếu các bạn save lại này. Save lại thì nó save lại cái dạng là HTML và đóng gói như lại cho chúng ta. Cái này không phải quay mà này là chụp hình này. Cái này là tiện lợi là cho các bạn muốn như là mình thông báo lỗi hoặc là chụp lại cái hình ảnh mà mình làm như là mình cài đặt một chương trình hoặc một chạy chương trình nó bị lỗi á, rồi mình quay lại rồi mình gửi cho một ai nào người ta biết á, người ta nhìn để người ta thấy được cái lỗi của bạn. Các bạn có thể thấy nè, xong thì nó cho chúng ta một cái file finance.git nè. Cái file này là có đuôi là mht này, mình gửi này cho người bạn là người bạn người ta thấy đó, sẽ đọc được đó. Các bạn có thể xem và làm theo cái clip nè. Mấy cái hình này chúng ta có thể thấy nè, mỗi lần ta nhấp chuột là xe nó ghi lại hình cho mình cái chuột trái các bạn. Rồi nếu các bạn thấy tiện ích thì các bạn có thể làm theo hoặc giới thiệu cho các bạn. Rồi và hẹn gặp lại các bạn trong clip sau nhé.